Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 15 giờ chiều nay, ngày 25 tháng 7 2021, sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 New Zealand gặp U23 Honduras trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Link xem trận đấu được cập nhật phần mô tả phía dưới video, hoặc các bạn hãy vào trang web xem247.net để lấy link xem trực tiếp, không thiếu bất kỳ trận đấu nào. Với tình hình lực lượng của cả hai đội không bị sức mạnh gì cả. Tuy nhiên, U23 New Zealand và U23 Honduras được đánh giá là đồng cân đồng lạng và mọi chuyện sẽ có thể xảy ra trong cuộc đối đầu giữa hai đội ở bảng B. Dự đoán hai đội hòa nhau với tỷ số là 1-1. Quý vị và các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn.